Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Cộng hòa Séc thăm chính thức Việt Nam. Sáng ngày 21 tháng 4, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala và đoàn đại biểu cấp cao. Cộng hòa Séc thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 4. Lễ đón được tổ chức trọng thể theo nghi thức dành cho người đứng đầu chính phủ thăm chính thức Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính ra tận cửa xe ô tô đón Thủ tướng Petr Fiala. Sau cái ôm, bắt tay nồng ấm giữa hai thủ tướng, các cháu học sinh gửi tới Thủ tướng Petr Fiala bó hoa tươi thắm. Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Petr Fiala bước trên thảm đỏ trong sự vẫy chào của các em học sinh với cờ hoa rực rỡ trên tay. Khi Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Petr Fiala bước lên bục danh dự, quốc thiều hai nước được cử lên. Sau đó, hai nhà lãnh đạo cùng bước tới chào quốc kỳ hai nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Petr Fiala duyệt đội danh dự quân đội nhân dân Việt Nam. Hai thủ tướng giới thiệu cho nhau các thành viên đoàn đại biểu cấp cao hai nước dự lễ đón. Kết thúc lễ đón chính thức, hai nhà lãnh đạo trở lại bục danh dự, cùng chứng kiến phần diễu binh chào mừng của đội danh dự quân đội nhân dân Việt Nam. Sau đó, hai thủ tướng di chuyển tới trụ sở chính phủ để tiến hành hội đàm. Chuyến thăm chính thức Việt Nam là chuyến công du châu Á đầu tiên của Thủ tướng Petr Fiala kể từ khi nhậm chức cuối năm 2021 và là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu chính phủ Séc đến Việt Nam trong 15 năm qua. Việt Nam và Cộng hòa Séc thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 2 tháng 2 năm 1950. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao cho đến nay, Séc luôn thực hiện chính sách phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam trên mọi lĩnh vực. Hai nước đã ký kết 14 hiệp định hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 đạt 848 triệu USD, tăng 15% so với năm 2021. Séc có 41 dự án FDI tại Việt Nam với tổng số vốn 92 triệu USD. Séc là nước Đông Âu đầu tiên cấp ODA cho Việt Nam, tổng cộng khoảng 20 triệu USD. Với trên 100.000 người, cộng đồng người Việt tại Séc là cộng đồng người Việt Nam ở ngoài nước đầu tiên được chính phủ một nước công nhận là dân tộc thiểu số. Dự kiến trong chuyến thăm Việt Nam lần này, sau hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala hội kiến với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam, Séc và một số hoạt động quan trọng khác. Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala thể hiện sự coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ song phương của lãnh đạo hai nước. Trong chuyến thăm, dự kiến hai bên sẽ xác định các phương hướng hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực có tiềm năng và thế mạnh như kinh tế, thương mại, đầu tư, triển khai hiệu quả hiệp định EVFTA, khuyến khích hợp tác năng lượng, môi trường, lắp ráp ô tô và các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, lao động, giáo dục, văn hóa, du lịch,